Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của em Minh Xe Đạp Giá Sỉ. Em quay mẫu Cheater R5 phiên bản mới nhất của R5 DJ âm ở trên cổ. Và group của nó là 3 món Shimano Tiara nhé mọi người nhé. Thì đây là màu, màu này là màu xi măng mọi người ạ, R5 màu xi măng. Thì giá bán là 16 triệu em bao ship toàn quốc và tặng quà đầy đủ mọi người nhé. Mọi người mà có đến cửa hàng em mua hàng thì được giảm 200.000 khi mà mình tự đạp về mọi người ạ. Mọi người cũng tham khảo cái màu sắc thì cũng như là cái cấu hình group chuyển động của con này nhé. Em quay chi tiết cho mọi người xem. Con này thì R5 khung carbon, phuộc carbon, cốt yên là carbon, sử dụng là tay lắc Tiara, Shimano Tiara, là 10 lắc của nó là lắc 10 nha mọi người nhé. 10 lít 2 đĩa. Em sẽ đi lần lượt những cái món của nó. Gạt đĩa cũng là Shimano Tiara luôn này mọi người này. Đấy là 32 món này. Rồi cùi đề lip cũng là Shimano Tiara, 10 lít 2 đĩa. Con này sử dụng là sên của nó là sên 10 KMC. Sên 10 KMC mọi người. Trục là trục rộng. Giò dĩa là Retropec. Cái bàn đạp của nó đây là mọi người này, em lắp luôn lên cho mọi người nhìn cái bàn đạp của nó. Bạc đạn luôn nhá, nhôm bạc đạn. Size thì em Minh có 46 48. Đủ tất cả các màu nhé mọi người nhé. Mọi người cần bất cứ màu gì cũng có này, cam này, vàng chanh này, xi măng này, sẫm đậm này, đỏ này, đen đỏ này, xanh biển này. Em đủ hết tất cả. R5 thì nó có cái bộ tem này ở trên đây. R5 nó sẽ đắt hơn R10 nhé mọi người nhé. Nhưng mà em bán thì bằng giá hết. Không có, em không bán R10. Không bán R10 cái bản Shimano. R5 đẹp hơn, đắt tiền hơn thì em bán R10 làm gì đâu. R10 xấu hơn. R10 nó không có những cái màu đẹp, nó không có trắng đỏ, nó không có xám nhám. Xi măng thì nó cứ trơn tuột luôn, nó chỉ nó không có bộ tem. Xe thì ghi đông bô tăng cũng vẫn là nhôm nhé mọi người nhé. Nhôm này. Đi bản mới đi dây từ cổ lên này. Đấy, đi dây từ cổ lên. Rồi yên của nó đi đây. Yên của nó vẫn thế, vẫn yên thì Retropec. Tháng trước và tháng sau là Techo nhé mọi người nhé. Tháng trước và tháng sau là Techo này. Tháng nhôm chữ C. Xe thì có gọng nước đi kèm luôn rồi. Tháng trước đây mọi người, tháng trước đây Techo. Rồi em cái đùm của nó, mấy cái đùm của nó là đều là đùm mới hết mọi người. Đùm đen. Đùm đen mà nó có chữ trắng như này, nó nổ to lắm này mọi người này. Đấy là cái đằng sau, cái đằng trước không nổ đâu. Ti bật khóa mở nhanh, bạc đạn trước sau. Trục rỗng thì cũng bạc đạn luôn rồi. Đấy. Cái vỏ của nó là 700x25 nhé mọi người nhé. Là vừa phải rồi, không có bé quá như cái thằng 23 đâu. Đi là dễ đi, 23 nó bé quá. Mọi người đi 700x25 được rồi, vỏ Innova đen nhé. Không phải cái vỏ mà viền vàng đâu, đây vỏ này vỏ đen hết luôn. Trông con xe nó sẽ rất là đẹp. Niền 3/8 niền nhôm của Retropec Racing, made by Retropec, là sản xuất bởi Retropec nha mọi người nhé. Niền nhôm. Con này em quay cho mọi người xem cái cối nổ nhé. Lip của nó là lip, lip của thằng này là lip Sunshine mọi người ạ. Hầu hết những thằng này đều lắp lip Sunshine. Sunshine thì tốt rồi, nó sau mỗi thằng Shimano thôi. Còn nó thì ngang mấy Sugex, hơn Sugex luôn đấy mọi người ạ. Mọi người thử nghe cái cối nổ của nó nhé. Em quay nhẹ nhẹ thôi, quay nhẹ nhẹ cho mọi người xem cái độ chớn của bánh. Không cần quay nhiều làm gì. Xe thì đẹp lắm mọi người ạ. Mọi người có xe muốn có nhu cầu mà mua một chiếc đua mà carbon thì nó là rẻ nhất.
xe đua mà carbon mà đồ Shimano mà Tierra 10 lít 2 đĩa thì nó là rẻ nhất mọi người ạ. Rẻ nhất mà đẹp nhất. Rất là ok. Ghé mọi người mua hàng thì online thì mọi người liên hệ số của em Minh 0706198999 nhé. Hoặc là ghé trực tiếp 98-10 cũng là Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em có lắp sẵn xe nên có đầy đủ xe cho mọi người tham khảo luôn, cho mọi người ngồi thử luôn. Size 46-48 nhé mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ với em. Em cảm ơn mọi người.